sẽ rất ít người ở đây nghe thấy ta, do vậy, ta sẽ nói một chút với mọi người ở đây. Rõ ràng, ta có thể giữ im lặng cho mình, nếu ta không nghĩ rằng giữ im lặng cho mình sẽ làm cho một số người cho rằng ta phạm tội và đáng bị trừng trị. Nhưng ta nghĩ rằng nhiệm vụ của ta trước tiên là với Chúa và rồi với đất nước, là ta phải chứng minh rõ ràng ta là một người chân thành và một vị vua tốt cũng như một Kitô hữu ngoan đạo. Ta sẽ bắt đầu trước tiên với sự trong sạch của mình. Thật sự, ta nghĩ rằng chẳng cần thiết lắm để ta nhắc lại điều này nữa, vì cả thế giới biết rằng ta không bao giờ khởi phát chiến tranh với hai nghị viện. Và ta xin Chúa, là người mà ta sẽ sắp sửa phải đối diện, làm chứng rằng ta không bao giờ có ý định xâm phạm đến đặc quyền của họ. Họ đã bắt đầu chống lại ta, họ đã bắt đầu chống lại chính dân quân, họ thừa nhận rằng, dân quân thuộc về ta, nhưng họ nghĩ rằng lấy dân quân khỏi tay ta là phù hợp. Và nói ngắn gọn, nếu bất kỳ ai xem lại những ngày tháng của các đặc lệnh, này chứ không phải ta. Do vậy, vì ta bị cáo buộc vào những tội khủng khiếp này, ta hy vọng ở Chúa rằng Chúa sẽ rửa sạch những tội lỗi ấy cho ta chứ ta sẽ không làm việc đó, ta ở trong khoan dung. Chúa nghiêm cấm ta cáo buộc hai nghị viện, sẽ không cần thiết cho bất kỳ viện nào, ta hy vọng rằng họ không phạm tội này, vì ta rất tin rằng những biện pháp bệnh hoạn giữa họ và ta là nguyên nhân chính gây nên tất cả những sự đổ máu này, vì thế bằng cách nói ra, như ta thấy ta không phạm tội, ta hy vọng, và cầu Chúa, rằng họ cũng có thể thấy là họ không phạm tội. Nhưng cho tất cả những điều này, Chúa nghiêm cấm ta trở nên một Kitô hữu bệnh hoạn đến nỗi không nói rằng các phán quyết của Chúa về. Ta là công chính. Nhiều lần người đã thực thi công lý bằng một hình phạt bất công, điều đó là bình thường, ta sẽ chỉ nói rằng một hình phạt bất công mà ta đã phải gánh chịu để chờ thực thi, bây giờ được. Để cho các người thấy ta là một người vô tội. Và bây giờ để chứng tỏ với mọi người rằng ta là Kitô hữu tốt. Ta hy vọng có một người tốt, chỉ về cha ruột sống, sẽ làm chứng cho ta rằng ta đã tha thứ cho tất cả mọi người, và thậm chí cụ thể cả những người chính yếu gây nên cái chết của ta. Dù họ là ai, Chúa biết, ta không muốn biết, Chúa tha thứ họ. Nhưng chưa hết, lòng khoan dung của ta cần đi xa hơn. Ta mong rằng họ có thể ăn năn, thực sự họ đã phạm một tội lỗi to lớn trong việc này. Ta cầu Chúa, với Thánh Sở Tí Phần, rằng điều này sẽ không khiến cho họ phải trả giá. Không, không chỉ như vậy. Mà là họ có thể đi đúng đường dẫn đến với hòa bình của vương quốc, vì sự khoan dung của ta điều khiển ta không chỉ tha thứ cho những con người cụ thể, mà sự khoan dung của ta điều khiển ta nỗ lực đến hơi thở cuối cùng cho nền hòa bình của vương quốc. Vì thế, thưa quý vị, ta mong ước với cả tâm hồn mình, và ta hy vọng rằng có một số quý vị đây sẽ tiếp tục thực hiện nó, rằng họ sẽ nỗ lực vì hòa bình của vương quốc. Bây giờ, thưa các ngài, ta phải cho cả hai viện thấy các ngài đã đi chệch đường như thế nào và đưa các ngài trở lại con đường. Trước tiên, các ngài đã đi sai đường rõ ràng là tất cả con đường các ngài đã từng theo, như ta có thể thấy, là con đường của xâm chiếm. Rõ ràng, đó là một con đường bệnh hoạn, vì sự xâm chiếm, thưa các ngài, theo quan điểm của ta, không bao giờ công chính, trừ khi có một chính nghĩa tốt đẹp, dù là vấn đề có chính danh hay không, và khi các ngài vượt ra khỏi chính nghĩa này, vấn đề đấu tranh đầu tiên các ngài gặp phải khiến cho con đường của các ngài cuối cùng thành bất công dù nó công chính lúc đầu, nhưng nếu chỉ là vấn đề xâm chiếm, thì đó là một vụ cướp lớn lao. Như một tên cướp biển đã nói với Alexander, rằng ông ấy là một tên cướp lớn, còn hắn ta chỉ là một tên cướp nhỏ mọn, và vì thế, thưa các ngài, ta thật sự nghĩ rằng con đường các ngài đang theo là hoàn toàn sai. Lầm. Giờ đây, thưa các ngài, để đưa các ngài trở lại đúng đường, hãy tin rằng các ngài sẽ không bao giờ làm điều gì đúng và Chúa cũng sẽ không bao giờ nâng đỡ để các ngài trở nên thịnh vượng, cho đến khi các ngài trả cho Chúa phần của Chúa, trả cho vua phần của vua, đó là, những người kế vị của ta. Và trả cho nhân dân phần của nhân dân, ta đối với họ cũng như bất kỳ ai trong các ngài phải trả cho Chúa phần của Chúa bằng cách điều hành đúng đắn giáo hội của người, theo Thánh Kinh, mà hiện nay đang rối ren. Để đưa các ngài về đúng đường, cụ thể hiện nay thì ta không thể, nhưng chỉ có một cách này. Một hội nghị tôn giáo quốc gia phải được triệu tập tự do, tranh luận tự do giữa mọi người, để giải quyết vấn đề này, khi mọi ý kiến được lắng nghe một cách tự do và rõ ràng. Về nhà vua, chắc chắn ta sẽ không. Rồi quay về phía người vừa chạm vào cái rìu, và nói, đừng làm đau cái rìu, có thể làm đau ta. Cho nhà vua, các luật lệ của vương quốc sẽ hướng dẫn cho các ngài một cách rõ ràng. Về điều đó, do đó, vì điều này liên quan đến riêng ta, ta chỉ nói sơ qua để các ngài biết. Đối với nhân dân, ta thật sự mong họ được tự do nhiều như bất kỳ ai có thể có. Nhưng ta phải nói với các ngài, rằng tự do của họ có được khi có chính phủ, tức là luật lệ nhờ đó mà thần thánh của họ là do họ lựa chọn. Điều này không có nghĩa là dính líu vào một chính phủ, thưa các ngài, mà hầu như chẳng có gì liên quan đến họ.
một thần dân và một đế vương rõ ràng là khác nhau, và do vậy cho đến khi họ có được điều đó, ý ta là các ngài đặt nhân dân vào tự do đó như ta nói, chắc chắn là họ sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Thưa các ngài, chính vì điều này mà bây giờ ta ở đây. Nếu ta đi theo con đường chuyên chính, thay đổi toàn bộ luật lệ bằng sức mạnh của lưỡi gươm, ta đã không phải đến đây, và do đó, ta nói với các ngài, và ta cầu Chúa không bắt các ngài phải chịu trách nhiệm, rằng ta là người tử vì đạo của nhân dân. Thực tế, thưa các ngài, ta sẽ không giữ các ngài thêm nhiều nữa vì ta sẽ chỉ nói với các ngài bấy nhiêu, rằng trong thực tế ta có thể mong muốn thêm một ít thời gian nữa, vì ta đã có thể sắp đặt những điều ta nói cho có trật tự hơn một chút, và sâu sắc hơn là ta đã nói một chút. Và, do vậy, ta hy vọng các ngài sẽ bỏ qua cho ta. Ta đã nói ra lương tâm mình. Ta cầu xin Chúa rằng các ngài chọn những con đường tốt nhất cho vương quốc và cho sự cứu rỗi của chính các ngài. Thực tế, thưa các ngài, ta nghĩ rằng lương tâm của ta về tôn giáo đã được toàn thế giới biết rất rõ, và do đó, ta tuyên bố với tất cả các ngài rằng ta chết như một người Kitô hữu, theo quy luật của giáo hội Anh giáo, như ta đã nhận được từ cha ta. Và ta nghĩ con người trung thực này sẽ làm chứng cho điều đó. Ta có một chính nghĩa tốt lành và một Đức Chúa nhân từ đứng về phía ta. Ta đi từ một ngai vua có thể hư đốn đến một ngai vua không thể hư đốn, nơi không thể có phiền nhiễu nào, không phiền nhiễu nào trong thế giới đó.